Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mẹo chống lão hóa da, xóa nếp nhăn trên mặt, cực dễ làm, cực hiệu quả tại nhà với một quả cà chua. Hiện nay trên thị trường thì có vô vàn sản phẩm chống lão hóa. Tuy nhiên, để tìm được một sản phẩm có thể phù hợp với tình trạng da của bạn cũng như hiệu quả cao thì không phải là điều đơn giản. Thay vì mất thời gian để có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp, thì tại sao các bạn không lại áp dụng những phương pháp chống lão hóa tại nhà bằng nguyên liệu cà chua? Và trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu chi tiết phương pháp sử dụng cà chua kết hợp với sữa tươi không đường, không những giúp làn da bạn luôn tươi trẻ, được bảo vệ khỏi các tác hại xấu của môi trường mà còn ngăn ngừa mụn trứng cá và dưỡng da hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tác dụng của các nguyên liệu. Cà chua có thể chống lão hóa hiệu quả được bởi thành phần của nó giàu rutin, beta-carotein, vitamin B, C, E, A. Những dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa và ức chế sự hình thành của nếp nhăn, chống chảy xệ, kích thích tái tạo da, mang lại làn da khỏe mạnh, săn chắc. Bên cạnh khả năng chống lão hóa, cà chua còn giúp dưỡng trắng da, giảm thâm sạm, cân bằng độ ẩm, che khít lỗ chân lông và giảm mụn, đem đến làn da vẻ mịn màng và trắng hồng rạng rỡ. Đặc biệt thì cà chua có tính dịu nhẹ nên thích hợp với mọi loại da, tỷ lệ gây dị ứng da rất là thấp. Thành phần giàu protein, enzymer, acid lactic và các khoáng chất thiết yếu nên sữa tươi không đường cũng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Để thực hiện phương pháp này, bạn chuẩn bị cho mình 1-2 quả cà chua tươi. ml sữa tươi không đường. Và cách thực hiện như sau. Cà chua bạn rửa sạch đất cát, sau đó có thể ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút để loại bỏ toàn bộ hóa chất có thể có trong cà chua. Tiếp theo thì bạn cắt cà chua thành các lát mỏng. Chuẩn bị một cối xay sinh tố, sau đó cho cà chua vào. Cho tiếp 50ml sữa tươi đã chuẩn bị vào. Giờ thì mang hỗn hợp đi xoay nhuyễn. Đây là hỗn hợp sau khi đã xay xong. Mình sẽ đổ nó ra một cái bát. Ở phương pháp làm đẹp lần này thì mình sẽ sử dụng cả hỗn hợp, không cần lọc bỏ bã nhé. Với bát hỗn hợp này, cách các bạn sử dụng nó để làm đẹp như sau. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn vệ sinh mặt thật sạch bằng nước ấm. Sau đó thì bạn dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp cà chua và sữa tươi rồi thoa nhẹ lên da mặt. Bạn cứ massage nhẹ nhàng da mặt khoảng 5 phút rồi để nguyên cho hỗn hợp trên da thêm 15 phút nữa thì rửa lại mặt với nước ấm. Và ngay khi thức dậy vào sáng hôm sau, các bạn sẽ ngạc nhiên với làn da của mình đấy. Da bạn sẽ trở nên tươi sáng, hồng hào hơn rất nhiều. Với công thức này, bạn nên kiên trì áp dụng 1 tuần 2-3 lần để da mặt của mình được cấp ẩm đầy đủ, trông tươi sáng, rạng rỡ và săn chắc. Ngoài ra thì hàng ngày, bạn có thể lấy vài miếng cà chua mỏng rồi đắp lên mặt để trong vòng 30 phút sẽ rất tốt cho da mặt của chúng ta đấy. Ngoài việc sử dụng các biện pháp chống lão hóa bằng cách đắp mặt nạ cà chua kết hợp với sữa tươi,
thì bạn cần thực hiện thêm các biện pháp như luôn vệ sinh da sạch sẽ, uống thật nhiều nước, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho da phát triển khỏe mạnh, sử dụng các biện pháp bảo vệ da khỏi các tác nhân khói bụi và ánh nắng mặt trời. Cà chua là nguyên liệu giúp chăm sóc da hiệu quả, là sản phẩm làm đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vô cùng quý giá. Vừa tiết kiệm chi phí, lại tiết kiệm thời gian cho các chị em, đặc biệt là những người bận rộn với công việc. Hy vọng với công thức mặt nạ cà chua và sữa tươi không đường chống lão hóa da, bạn sẽ có thêm lựa chọn cho mình, giúp làn da lúc nào cũng khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Chúc các bạn luôn xinh đẹp! Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!